Câu 41, chất nào sau đây là chất điện lý yếu? Ở câu 41 chúng ta sẽ chọn phương án là CH3, COOH, CoA. Vì sao? Nó là axit yếu. Chất điện lý mạnh gồm axit mạnh, ba giơ mạnh và các muối tan. Câu 42, trong phân tử chất nào sau đây có một nhóm amino và hai nhóm carboxin? Chúng ta sẽ gọi chọn axit glutamic. Công thức của axit formic, glutamic và alanin chúng ta đã biết rồi đúng chưa? Axit formic là không có nhóm nữa hai. Alanin thì có một nhóm nữa hai và một nhóm COH. Còn lysin thì có hai nhóm NH2 và một nhóm COH. Câu 43, kim loại nào sau đây thuộc nhóm 1A trong bảng hệ thống tuần hoàn? Nhóm 1A trong bảng hệ thống tuần hoàn là nhóm kim loại kiềm. Và bắt đầu của nhóm kim loại kiềm đó là li ti, hiđro không phải là kim loại kiềm nha. Sau đó là đến natri, đến kali, vân vân. Như vậy chúng ta sẽ chọn B. Câu 44, khi làm thí nghiệm với H2O3 đặc thường sinh ra khí NO2 có màu nâu đỏ, độc và gây ô nhiễm môi trường. Tên gọi của NO2 là gì? Thì các con biết là HNO3 là một axit có tính oxy hóa mạnh và khi gặp các chất có tính khử thì nó sẽ phản ứng oxy hóa khử và sản phẩm khử của nó thì gồm có NO, NO2, N2O, nitơ và NH4NO3. Tuy nhiên NH2O3 đặc thì thường tạo ra sản phẩm khử là khí NO2. Đây là một khí màu nâu đỏ độc và nó gây ô nhiễm môi trường. Tên gọi của NO2 đó là nitơ dioxit. Câu B. Cái câu này thực ra là lớp 8 chúng ta đều được gọi, được học rồi đúng chưa? Tiếp tục câu 45. Polymer nào sau đây có công thức là CH2CHCN? Thì mình biết là cái polymer này á, là được trùng hợp từ vinil cyanua. Và khi trùng hợp thì nó tạo thành boriacrylonitrile hay còn gọi là tơ lon hay là còn gọi là tơ ni nitron. Do đó câu C sẽ là đáp án câu 45. Câu 46. Kim loại magie tác dụng với HCl trong dung dịch tạo ra hiđro và chất nào sau đây? Kim loại magie tác dụng với HCl tạo thành magie Cl2, muối magie Cl2 và giải phóng khí hiđro. Và ở câu 46 này lớp 8 cũng viết được. Câu 47. Axit palmitic là một axit béo có trong mỡ động vật và dầu cọ. Vậy thì công thức của axit palmitic là gì? Công thức của axit palmitic là C15H31COOH. Câu C. Câu A là glycerol, câu B là axit acetic, câu D là axit stearic, cũng là một axit béo no giống axit palmitic. Câu 48, kim loại nào sau đây điều chế bằng phương pháp thủy luyện? Thì mình biết là kim loại được điều chế bằng 3 phương pháp là nhiệt luyện, thủy luyện và điện phân. Thì chỉ những kim loại như kim loại nhóm 1A, nhóm 2A và kim loại nhôm thì nó được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy. Còn những kim loại trung bình và yếu thì nó có thể điều chế bằng pháp nhiệt luyện, thủy luyện hoặc điện phân dung dịch. Cho nên chúng ta sẽ chọn phương án A, thủy luyện. Vàng. Còn B, C và D đều điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy. Câu 49. Số oxy hóa của sắt trong hợp chất Fe2, SO4 tất cả 3 lần. Số oxy hóa của kim loại trong hợp chất muối bằng chính hóa trị của kim loại. Trong đây sắt có hóa trị 3 nên số oxy hóa của nó sẽ là cộng 3. Câu 50. Chất nào sau đây tác dụng với kim loại natri sinh ra khí hydro? Chất nào sau đây tác dụng với kim loại natri sinh ra khí hydro? Muốn tác dụng với natri sinh ra khí hydro thì bắt buộc nó phải là rượu hoặc là axit. Và ở đây chúng ta sẽ chọn C2H5OH vì nó là rượu ethylic. Còn câu B là ester metinacetat, câu C là anhydride formic và câu D là khí metan.
Câu 51, yết là kim loại cứng nhất có thể cắt được thủy tinh. Yết là kim loại nào? Cái này thuộc về tính chất khoa học, tính chất vật lý của kim loại đúng chưa? Và kim loại cứng nhất có thể cắt được thủy tinh đó là chrome. Còn volram là có nhiệt độ cao nhất. Câu 52. Kim loại sắt tan hết trong lượng dư dung dịch nào sau đây? Sắt là một kim loại yếu hơn natri cho nên sắt sẽ không tác dụng được với NaCl cho nên nó không tan. Sắt là kim loại không tác dụng được với dung dịch kiềm. Sắt bị thụ động hóa trong H2O3 đặc nguội. Sắt tác dụng với H2O4 loãng sinh ra sắt tác dụng H2O4 loãng sinh ra muối FeSO4 là một muối tan trong nước và tạo thành khí hydro. Thế nên chúng ta sẽ chọn câu D. Câu 53, nhôm bền trong không khí và nước do trên bề mặt của nhôm được phủ kín một lớp chất ít rất mỏng và bền. Đó là do cái lớp chất ít này chính là gì? Al2O3. Chính Al2O3 nó bảo vệ cái lớp nhôm bên trong cho nên kim loại nhôm là nó không tác dụng với nước. Câu 54, số nguyên tử hydro trong phân tử methyl formate. Methyl formate công thức là HCOOCH3. Do đó số nguyên tử hydro trong đây sẽ là 4. Câu 55. Phân tử chất nào sau đây chứa nguyên tử nitơ? Axit acetic công thức mình biết rồi, CH3COOH chỉ chứa carbon, hydro và oxy. Methyl amin công thức là CH3NH2 có chứa nitơ không? Cho nên chúng ta sẽ quấn phương án B. Tinh bột và glucose cũng vậy, nó chỉ chứa carbon, hydro và oxy thôi. Câu 55 sẽ là phương án B. Câu 56, glucose là chất dinh dưỡng và được dùng làm thuốc tăng lực cho người già, trẻ em và người ốm. Vậy số nguyên tử carbon trong phân tử glucose là gì? Glucose là chất giàu chất dinh dưỡng và được dùng làm thuốc tăng lực cho người già, trẻ em và người ốm. Mà công thức glucose là gì? C6H12O6. Như vậy số nguyên tử carbon trong phân tử glucose sẽ là 6 carbon. Cái này lý thuyết quá dễ đúng không? Những cái câu như vậy mà mình làm sai là oan uổng lắm á. Câu 57, kim loại nào sau đây tan hoàn toàn trong nước dư? Kim loại tan hoàn toàn trong nước dư là những kim loại kiềm. Bởi vì những kim loại tác dụng được với nước ấy. Bởi vì những kim loại này khi nó tác dụng với nước tạo thành dung dịch bazơ, tạo thành bazơ tan trong nước. Và ở đây chúng ta sẽ chọn phương án C. Kali tác dụng nước ra KOH và hydro. KOH là chất tan trong nước cho nên chúng ta nói kim loại kali tan hoàn toàn trong nước. Câu 58, tính cứng tạm thời của nước là do các muối canxi hydrocarbonate và magie hydrocarbonate gây nên. Vậy thì công thức của canxi hydrocarbonate là gì? Chúng ta sẽ chọn phương án C. Phương án A là canxi sunfat, phương án B là canxi carbonate, phương án D là canxi oxit. Câu 59. Trong dung dịch ion nào sau đây oxy hóa được kim loại sắt? Trong dung dịch kim loại oxy hóa được kim loại sắt có nghĩa là cái ion muốn oxy hóa được kim loại sắt là nó phải phản ứng được với sắt. Mà theo giải điện hóa kim loại thì chúng ta sẽ ngắm nghía cái ion nào, ion của kim loại nào yếu hơn sắt thì sẽ tác dụng được với sắt. Và ion Cu2+ là thỏa mãn điều kiện đó. Khi sắt tác dụng với Cu2+, chúng ta sẽ thu được Cu và muối sắt 2+. Cu nó sẽ bám vào thanh kim loại sắt. Câu 60.
Phèn chua được dùng trong ngành thuộc gia công nghiệp giấy và làm trong nước. Vậy công thức của phèn chua là gì? Công thức của phèn chua là, công thức đầy đủ của nó là K2SO4.Al2SO4, tất cả 3 lần ngậm 24 nước. Ủa đó cô ơi, rước. Ví dụ như mà 12 nước là AlSO4 đó hả? Là KAL mở ngoặc SO4 tất cả 2 lần là công thức, nó công thức thu gọn. Trước em làm nhầm cái trong. Đi đây nè, đây hai kali nè, hai nhôm nè, mà 4 gốc SO4 mà 24 nước, vậy thì cô rút gọn 2 thì còn 1 kali, 1 nhôm, 2 gốc SO4 và 12 nước. Đó là công thức thu gọn. Câu 61. Nhớ này câu B á, câu B là công thức của quặng bauxit nè. Thành phần chính của quặng bauxit nè. Được chưa? Câu 61 nè. Este có công thức là C4H8O2. Thủy phân trong ít trong dịch nào H dư thu được sản phẩm là gồm natri ropionat và anconi. Mà natri và ropionat công thức là CH3, CH2, COH, CH3, CH2. CONA chứ. Natri ropionat là CH3, CH2, CONA. Vậy thì cái este nó phải chứa cái gốc axit là CH3, CH2, COO. Vậy thì cái gốc rượu nó sẽ còn lại là CH3. Vậy thì cái anconi nó sẽ là CH3OH. Nghĩ cái này không? Dạ dạ. Rồi câu 62 nào, phát biểu nào sau đây không sau đây là đúng? Câu A, glucose bị thủy phân trong môi trường axit là sai, glucose không bị thủy phân. Câu B, tinh bột là chất lỏng ở nhiệt độ thường là sai luôn, tinh bột là chất rắn. Đó là dạng vô định hình ý. Câu C này, cellulose thuộc loại disaccharide ấy là sai vì nó là thuộc loại polysaccharide. Và câu D là cuối cùng là đúng. Dung dịch saccharose hòa tan được COOH 2 lần, quá đúng. Bởi vì saccharose là nó chứa nhiều nhóm OH, cho nên nó có khả năng nhiều nhóm OH kề nhau. Chỉ cần hai nhóm OH kề nhau trở nên là hòa tan rồi, và nó hòa tan tạo thành dung dịch màu xanh, xanh đậm. Việc phân hoàn toàn ấy M gam NaHCO3, chúng ta thu được Na2CO3 nước và 3,36 lít khí CO2. Giá trị của M là, các con tính ra bằng bao nhiêu? Dạ, 25,2 cô. Vì là hai lần muối đó là nó mới sinh ra được hai lần cái muối đó thì nó mới sinh ra được một lần CO2. Cho nên số mol CO2 là 0,15 thì số mol NaHCO3 sẽ là 0,3. Và chúng ta nhân M lớn của nó 84 thì chúng ta ra 25,2 gam. Chính xác của B. Câu 64 nè, dung dịch chứa N gam glucose tác dụng với lượng dư AgNO3 trong NH3. Sau phản ứng hoàn toàn thu được 21,6 gam Ag. Một glucose thì sẽ ra 2 bạc. Mà số mol bạc là 21,6 chia 108 là ra 0,2 mol. Vậy số mol glucose là bằng một nửa bạc là 0,1 mol. Sau đó chúng ta nhân M lớn của nó là 180. Thì chúng ta sẽ ra được giá trị của M là 18 gam. Làm ra cái quả có giống cô không? Giống cô. Ok. Tiếp tục nào, câu 65. Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch HCl dư sinh ra muối FeCl3? Các con chọn phương án nào? Hiện chọn phương án nào con? Rồi nó lát rồi đó. Trong dãy 4 chất mà đề bài cho á, là câu B là không tác dụng được với HCl này. Còn câu C và câu D là tác dụng HCl thì sinh ra muối FeCl2. Fe2O3 tác dụng HCl là ra muối FeCl3 và nước. Chúng ta sẽ chọn phương án A. Câu 66 cho các loại tơ, visco, cellulose acetate, nylon 6 và nylon 66. Thì số tơ nhân tạo gồm hai loại tơ, đó là tơ visco và tơ acetate.
Tơ cellulose acetate chúng ta gọi tắt là tơ AC acetate. Câu 67. Để khử hoàn toàn 16 gram Fe2O3 thành Fe ở nhiệt độ cao không có oxy thì cần tối thiểu M gram kim loại Al, vậy giá trị M là bao nhiêu? Chúng ta viết phương trình phản ứng ra là hai nhôm thì sẽ tác dụng được với một Fe2O3. Hai lần nhôm sẽ tác dụng được với một Fe2O3. Vậy tạo thành Al2O3 và hai sắt. Vậy số mol của Fe2O3 là 16. Số mol Fe2O3 là 16. Vậy thì cô sẽ có cái số mol Fe2O3 là 16 chia 160 là ra 0,1. Vậy số mol nhôm sẽ là 0,2. Và cô tính được giá trị M là 5,4 gram cu C. Nghĩ chưa? Dạ rồi. Rồi bây giờ câu số 8 nè. Đốt cháy hoàn toàn M gam glycin trong oxy, thu được nitơ, nước và 6,72 lít khí CO2. Thì để nó hỏi glycin. Bài này mình cân bằng là mình chỉ cần bảo toàn carbon qua thôi nha. Công thức glycin là chi? NH2, CH2, COOH. Nó có carbon thì nó sẽ ra 2 lần CO2. Mà số mol CO2 là 6,72 chia 22,4 là 0,3. Vậy số mol glycin là bằng nửa CO2 là 0,15. Mà M lớn glycin là 75, cô lấy số mol 0,15 nhân 75 là ra được 11,25 gram. Cho nên cô sẽ chọn câu D. Đồng ý chưa?